Đoàn công tác của Bộ Công Thương đã khảo sát và làm việc tại các hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh doanh và tiêu thụ thịt heo trong việc giải cứu thịt heo cho người nông dân. Theo đó, các hệ thống bán lẻ như Lotte Mart, Bixi đều cam kết tăng cường các hoạt động kích cầu, đẩy mạnh tiêu thụ thịt heo trên toàn hệ thống. Cụ thể, Lotte Mart giảm giá toàn bộ sản phẩm thịt heo với mức từ 10 đến 30% tùy sản phẩm. Còn Bixi cũng đưa ra nhiều chương trình giảm giá. So với đầu năm, giá thịt heo tại siêu thị đã giảm 35%. Sau một tuần chung tay giảm giá 30%, thì lượng thịt heo bán ra tăng 32% so với ngày thường. Qua khảo sát, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các hệ thống bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực chủ động vào cuộc, hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng thịt heo và tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi.